họ đẻ bố? Đẻ nhiều quá, 9 con. Thế á? 9 con. 9 con hả mẹ? Đây mọi người, đây này, 9 con thỏ con này mọi người này. Nào 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 nào. Mẹ xem con nào đẻ để con. Có cả lắm con đấy đẻ. Phải nhặt nhặt những con kia riêng nó ra, không không thể để như này được. Không mà nó cắn đấy. Ôi nó dẫm. Đấy. Lấy xem đây. Con nào đực. Cái con đực thì cái con trong con này là con đực này mẹ này. Con này là con đực. Đẻ trong đấy. À, con này đẻ. Thế đấy. Đấy con đực mẹ nhìn. Để đem ra ngoài, để đẻ luôn. Con này. Con này đực. Con này đẻ. Đây. Rốt cái con đấy vào trong lồng đấy để tách riêng nó ra. Giờ một con thỏ đẻ này, mẹ cho con thỏ đẻ vào trong cái lồng ấy đi, còn ba con này để chung ở trong chuồng. Đấy, cho con thỏ đẻ vào đấy bố. Cái con thỏ đực lại đây. Đây mẹ nhấc, bố nhấc lại con thỏ đực vào đây đi. Nhấc lại con thỏ đực vào đây đi để cho con thỏ đẻ vào trong đấy. Thế thì phải để để lót. Để vào đâu? Để ngoài cho nó mát. Để ngoài thì cho bà lót cái gì? Vẫn phải đặt con vào trong đấy, để sao em chảy. Để sao em chảy ấy, em cứ bắt mẹ nó vào đấy đã. Để sao chảy ấy. Quỳnh đi cắt cho bà xin mấy cái bìa. Biết chưa? Đây con đi cắt cho bà mấy cái bìa. Đây mẹ xem mấy con lót này mẹ. Vừa xong xem con này rồi. Con này biết rồi. Đấy con đấy, con đấy đẻ đấy. Đây. Chính xác là con đấy đấy. Đúng rồi. Ồ thế sao nó không cậy lông, người ta bảo nó cậy lông, nó tự đẻ mà sao nó không cậy lông nhỉ mẹ nhỉ? Ai biết đâu, ai biết thỏ ra rồi biết. Đây, nhặt vào đây để sao tẹo nữa mình nhờ mấy mẹ là sáu sẽ cho nó một cái ấy nhá. Cho nó một cái nót tổ. Đấy là những cái rau của nó đấy. Đây mọi người này, thỏ con này đấy. Ít quá đi. Hôm nay lần đầu tiên mình nhìn thấy thỏ con đấy mọi người nhá. Không kịp quay cái đoạn nó đẻ, mình cũng không biết là nó đẻ đâu. Đấy, chúng dọn để xem nó ăn thế nào thì này. Đúng rồi, lúc nào thấy con thấy các bạn nó bảo là nếu mà nó không không nghe con đực nữa là nó có chửa rồi đấy. Con đực hôm nay là phá chạy đi sang bên chỗ ấy, nó cao hơn lại đẹp đẹp hết. Ôi nhìn đẻ nhiều thì con tưởng đẻ 3-4 con mà đẻ 9-10 con nhỉ. Đẻ 2 con luôn. Thỏ đẻ rồi mọi người nhé. Đấy, mọi người cũng đã rất chi là ngóng chờ cái video thỏ đẻ của mình, và mình cũng rất chi là ngóng chờ xem nó đẻ như nào, mà hôm nay được thấy rồi. Tuy là không được tận mắt xem nó đẻ nhưng mà như thế này đã vui rồi. Thì không biết cái rau này liệu bỏ đi thế nào mẹ nhỉ? Chắc có khi phải cắt đi. Cắt đi chứ. Đây, được 9 con này mọi người này. Đấy, đẹp, nhìn như con chuột con đấy nhé. Đấy, bẩn quá ở trong cái chuồng kia. Đấy. 2, 4, 6, 8, 9. Ồ, nó không tự vặt lông, nó không tự vặt lông nó để làm tổ mọi người nhỉ. Mình cứ trông chờ là cái ngày mà nó tự vặt lông làm tổ thì mình sẽ nghĩ là nó đẻ, nhưng mà không thấy nó tự vặt lông. Lâu quá. Con mẹ nó mỏi này mọi người này. Mỏi thỏ này. Hôm nay miền Bắc nó nóng quá, mấy hôm nay miền Bắc nó nóng kinh khủng luôn đấy. May chuồng thỏ mẹ mình vừa dọn nó mà nó sạch, không nó bẩn lắm. Còn nếu để như mỗi hôm thì bẩn lắm. Đấy. Đẹp không con? Đẹp. Để con đếm. Đấy, đừng sờ vào con, đừng sờ vào. Để con chạy ra để bà ấy. Đây miền Bắc mình nhờ. Mùa này rất chỉ là nóng và nắng này. Ngày thì nắng nhưng mà cứ chiều tối hôm nào cũng có dông mọi người nhé. Chiều tối hôm nào cũng có dông rất là to. Gió to quá. Đây để con ấn đằng này cho. Mẹ đẩy vào đi. Đẻ như chuột đẻ sai thế. Đây mẹ nhấc cái kia về một bên, mẹ nót xong mẹ kê cho con một hòn gạch chắn ngang nó đi, là con thỏ là nó không cam đi đâu. Con đây. Đây mẹ có cho cái gì nót không? Cho nó cái rẻ nữa. Không cho rẻ. Có biết chăm con hay không? Vào. Con nào dẫm. Mẹ cứ nhặt vào đi. Ừ,
nhìn nó như con chuột nhưng mà to hơn. Ô nhìn sao sao nhìn thấy con nó cứ ngơ ngơ ngác ngác nhỉ, nó không biết là cuốn con như chó ấy nhỉ. Ui. Ok, dẫm cả vào con kìa. Ô ok. Ok. Có biết nuôi. Có biết nuôi không? Có biết nuôi không? Hả? Khi nào nó lạnh thì nó mới ấp nó. Hay là mình phải đi ra ruộng ngoài cho nó vắng để cho con mẹ nó ở đây nó tự chăm con mọi người nhỉ? Thôi làm nào được, trời sinh voi trời sinh cỏ ấy, bản năng tự nhiên của nó sẽ tự biết bảo vệ con mà. Nhưng mà mẹ xem lại hộ con đi, xem có phải chắc chắn này con này nó đẻ không? Xem chắc chắn, nếu không phải là lại hại cả đàn con này đấy. Xem cái con nào mà không. Con này không phải. Thế thì phải con này rồi. Ô mọi người nhỉ, thế làm nào giờ để cho nó chăm con hả mọi người? Ô vụng thế hả em, vụng thế, không biết chăm con à? Con cún này nhá, mày ốm đòn giờ đấy nhá. Wow wow wow, ai da ai da ai ai da ai da. Chết con. À thế thì ra nó lại đang ở đây nó ra nó lại tìm đường chạy. Mà để gần cái con chó này không được, con chó này nó xịt, con thỏ này cũng sợ. Có khả năng này mẹ ơi. Hay là nhấc vào trong chuồng cùng với bọn này đi. Được không nhỉ? Cùng như cùng bọn kia lộn nhộn vẫn không được. Thế à? Tốt nhất cái sách về nhà dưới này, nằm tàn quá không biết là nuôi kiểu gì mà lần đầu tiên nuôi thỏ. Nhộn nhạo ở đây nó cũng nhộn nhạo. Lần đầu tiên nuôi thỏ và lần đầu tiên nó đẻ mà không biết làm nào mọi người ạ. Con thỏ. Đây con thỏ mẹ cũng không biết được chăm con mà mình cũng không biết làm nào để cho con thỏ mẹ nó cho con bú mà không biết chăm kiểu gì cơ. Cái nặng nặng cái nó ấy cả nó, bởi vì nó mới tách cái ra nó cũng nhộn nhạo. Để gần đây thì lại gần đến con chó này, cái con chó này. Mỗi lần nó dẫm vào đàn con mình no lắm. Cho con bú đi. Dẫm cả vào con giờ. Cậy lồng ra. Không quen chỗ ở đây mà. Không quen chỗ ở nhưng chẳng làm thế nào được cơ. Tao rốt chung mãi rồi giờ không thể để chung được. Ồ, hay nhỉ. Cái con này hay nhỉ. Con không trông lại cứ thoải ngoài ra thế nhỉ. Không cho con bú. Điều này hỏng mất cái đàn con này thôi. Ôi giời. Mình với mẹ mình là đã quây chung quanh như này để cho thỏ con nó khỏi rơi ra ngoài ấy mọi người. Đấy. Và để cho con thỏ mẹ với con thỏ con chung một lồng này nhá. Mà mình đã chắn cái cửa này lại để cho con chó nó khỏi dọa con thỏ này. Đấy. Thì bây giờ con đang mình phải di chuyển ra chỗ khác để cho con thỏ mẹ này nó vắng vẻ thì biết đâu nó sẽ chăm con. Còn bây giờ nếu đông người ở đây thì chắc là nó không chăm đâu. Mình nghĩ nó là như vậy. Bởi vì mãi chả thấy nó tự chăm con gì cả. Nó cứ nằm một mình một chỗ này. Không hiểu nó chăm con đến kiểu gì cơ. Hy vọng là nó tự chăm sóc được con nha mọi người nha. Mình không giúp được gì trong lúc này đâu. Con nó còn chưa mở mắt. Một số con này rất chi là khỏe mạnh. Một số con này rất chi là yếu. Mà con mẹ thì lại rực quá. Mình bán hai con thỏ đực đi rồi mọi người nhé. Giờ chỉ còn một con thỏ đực và ba con thỏ cái thôi. Tức là 4 con. Theo như là lời các bạn nói thì mình đã cho thỏ con vào một cái lồng như này các bạn nhé. Đây là một cái rổ nhựa này. Đấy. Vì miền Bắc thời tiết độ này rất chi là nóng, đâm ra là mình chỉ để cạnh thổ rơm thôi, mình không cho rơm vào bởi vì nó nóng lắm, miền Bắc này nóng kinh khủng luôn. Thế mình cho thỏ con nó bú nhưng mà nó không bú được mọi người ạ. Con mẹ nó vụng lắm. Và mình lại rốt riêng con mẹ ra bên này rồi mọi người này, mình cho nó ăn này, cho nước uống này. Các kiểu rồi. Thì khoảng 1-2 tiếng sau thì mình lại cho con thỏ mẹ vào với lại đàn thỏ con này để cho nó bú thêm một lần nữa. Nếu nó không bú thì đêm mình lại dậy mình cho nó bú tiếp. Đấy, và sáng mai mình lại dậy mình cho nó bú tiếp mọi người nhé. Bởi vì là thực sự là chăm thỏ con này mình không có kinh nghiệm đâu. Nhưng mà có một số bạn ấy nói rằng là nếu như mà thỏ mẹ mà khi đẻ con ấy mà nó không biết là tự nhổ lông để làm tổ cho thỏ con ấy thì những con thỏ mẹ này là chăm con rất chi là vụng mọi người nhé. Rất chi là vụng.
mà gần như là nếu người ta nuôi trại là những cái con thỏ mẹ mà không biết là dùng vặt lông này là thường người ta hay loại nó đi mọi người ạ. Đấy thì thôi mình sẽ cố gắng chăm sóc, mình sẽ cố gắng coi như là huấn luyện thỏ mẹ để cho thỏ con nó bú mọi người nhé. Bây giờ thỏ mẹ nó đang ở trong một cái lồng riêng biệt này, mình cho nước uống này, cho cám này. Đấy. Và thỏ con mình để ở đây. Đây mấy con thỏ con này nó vẫn đang nheo nhóc này, chưa bú được tí gì đâu. Rồi clip mình xin phép kết thúc ở đây nhé. Mình sẽ ghi thêm nhiều hình ảnh về cái những chú thỏ con này hơn nhé mọi người nhé. Hy vọng là nó không bị mất đi con nào mọi người nhé. Đó là cái hy vọng của mình, nhưng mà chắc chắn là rất chi là khó khăn đấy mọi người ạ.